Xin chào các bạn, lại là tôi đây các bạn ơi. Các bạn có khỏe không? Các bạn có bình thường không? Tôi hôm nay rất là bình thường và rất là thoải mái các bạn ạ. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha. Các bạn ơi, hôm nay chiều nay tôi mới tranh thủ đi làm ẩm thực các bạn ạ. Hôm nay tôi làm món heo ướp lá chuối nha các bạn nha. Tôi lấy cái heo tôi ướp vào trong lá chuối rồi tôi hâm vô lấy cái lửa tôi đè lên các bạn nha. Mời quý vị các bạn xem video của ba anh em tôi các bạn nha. Ở đây rất là rộng các bạn à. Ui, cái gì đó? Trái cho anh ăn với. Cái trái cà so các bạn nha, trái cà so nha. Phần thịt với ăn ngập nhọn nên là phần xương này. Lửa nấu xong rồi, anh lộn. Lửa rồi đốt xong rồi, bây giờ chỉ cần đi rửa gạo rồi làm thôi. Lẽ ra tôi làm buổi sáng. Do trời nắng quá các bạn ơi, trời nắng gần 40 độ, từ 37 đến 36 độ các bạn à. Bây giờ chiều thằng Dũng này mới đi làm về rồi, thằng đi mới đi học về rồi. Tôi mới rủ tụi nó chiều nay đi làm ẩm thực ăn cơm buổi chiều luôn. Tối khỏi ăn các bạn nha. Các bạn ăn gì chưa? Vậy chưa hả? Bây giờ đó, làm vừa vừa thôi, anh em mình 4 người anh em mình ăn mà. Các bạn ở đây nữa đi. Mà luôn. Hôm nay không có nấu thịt mà mình ướp. Mình trộn đủ gia vị trong thịt rồi mình ướp ở trong này luôn. Lá chuối này luôn. Rồi, nấu cơm thôi các bạn ơi. Bây giờ xẻ ra cái thịt cho nó nhỏ lại các bạn nha. Rồi tôi tẩm mới gia vị vào rồi. Tôi bỏ vô trong lá chuối. Rồi, xà tế đổ vô. Nghệ các bạn. Bỏ nghệ vô. Bỏ ít hành vô đây. Bỏ ớt nè. Bỏ tí cà no vào. Bỏ với bột ngọt. Mình cho trộn các bạn nha. Trộn vào. Đấy, các bạn thấy không? Xong rồi các bạn nha, bây giờ là mình phải tẩm vô đi. Bỏ cái heo này vô đi các bạn nha. Đúng nha. Nói cái gì vậy? Rồi ok. Vậy, hẹp như vậy à. Có 2-3 cây, ok đúng rồi. Lấy gì cột cái cưng? Chắc rồi. Rồi ok. Vì nhà bực á. Ngập cơ. Bực cưng vít. Tổng là 2-3 sắp sửa chín món ăn các bạn nha. Chào các bạn, hiện tại tôi đang quay phim bằng GoPro 8 các bạn nha, các bạn thấy được không? Đấy. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn là GoPro 8 có chế độ rung rất là tốt các bạn nha. Các bạn thấy tôi chạy được không? Đấy. Đẹp không các bạn? Tôi chạy có ít luôn các bạn à. Các bạn thấy được không? Được không các bạn? Tôi đang làm phim bằng GoPro 8 các bạn nha. Chia sẻ với các bạn luôn. Ủa, tôi đang nói gì tào lao, đánh đi cái tán. Rồi, tay tay rồi. Rồi được rồi các bạn nha. Lấy đây cưng. Rồi. Mà dĩa. Ừ mà dĩa, lấy dĩa rồi bỏ lên. Các bạn thấy ngon không? Đấy, bây giờ bỏ trong dĩa đi. Bỏ trong dĩa, mình ăn chỗ đó cũng được ha. Hả? Mình bỏ đó mình ăn luôn đi. Bỏ đi, ăn cũng được. Em. Rồi ok. Xin mời tất cả quý vị các bạn ăn cơm với tụi tôi các bạn nha. Như tôi đã nói thì hôm nay tôi làm thịt heo
ấp dưới lá chuối các bạn nha. Có ai làm chưa biết. Nhưng mà hôm nay tôi làm rất là ngon, nhìn rất là ngon các bạn ơi. Tự khen ngon cũng được, không có ai khen mình tự khen chứ. Mời các bạn ăn cơm đi Quân. Xin lỗi các bạn nha. Rồi. Chúng tôi ăn chiều nay là về nhà khỏi ăn luôn các bạn ơi. Các bạn ăn cơm chưa? Chắc là chưa chứ gì. Có những bạn còn đi làm không phải không ạ? Ăn nhiều thế, ăn sao hết. Chắc ăn vô đây vừa đủ các bạn ơi. Đây nè, trời chấm với nước mắm. Cái thằng Quân mới cắt tóc các bạn. Nhìn ngầu không các bạn? Cắt tóc nhìn cái tướng. Lâu lâu các kiểu đó. Cũng thần linh chứ. Thời gian nè, bưng cua nè. Phải thua cho đi, cho bưng nên là cho là bưng cái thua nè. Mời các bạn ăn cơm ăn. Rồi, rồi ngon. Ngon quá các bạn ơi. Cơm chín các bạn ơi. Cơm chín mày. Được mà. Chín rồi. Chín rồi. Cơm để mà chín chín vậy. Nhưng sao vậy? Ăn no nha, ăn hết cơm nha. Ngon quá các bạn ơi. Rất là ngon. Ăn cơm no nha bé cưng. Ăn cơm no nha. Đó đó, bình thường nữa. Tại vì mấy clip trước á, các bạn thấy cái thằng Quân nó ăn hơi vội vã, tại vì nó đói các bạn à. Nó đi học về 11 giờ mà không có ăn cơm ở nhà. Sẵn nó đi theo tôi làm ẩm thực nên vừa làm mà cũng đói bụng nên ăn không có vậy á, các bạn thông cảm với các bạn nha. Ăn đi. Ăn lên giúp bé lấy cái thịt ăn đi con em trai. Đấy, ăn đi, ngại gì, ăn luôn, ăn mạnh lên. Đấy, bút ra hết luôn, nhúng cái nước mắm. Nói chung trong tình yêu của các bạn, hôm nay tôi kể cho các bạn về tình yêu của tôi nha. Tôi cũng đã từng thích cô hàng xóm, cô ấy cũng thích tôi lắm, mà tôi nhà tôi cũng không có gì, mà cô ta cũng rất là thích tôi. Nhưng mà tôi cũng thích cô ta. Quen nhau được gần một năm nhưng mà không có gì hết. Các bạn ơi, nói chung về tình yêu của tôi thì rất là bình thường. Đối với tôi thì trong tình yêu thì tôi bình thường lắm các bạn. Thích thì đến, thích thì đi các bạn ơi. Tôi không phải tôi nói gì nhưng mà cái tình yêu của các bạn ok, không được ràng buộc nhau. Tôi không muốn ràng buộc tình yêu gì hết đó. Bình thường. Không có tình yêu mình vẫn sống bình thường các bạn. Thì có tình yêu cũng tốt nhưng mà thôi thì duyên phận như vậy rồi các bạn ơi. Đến ở cái tuổi 32 này tôi vẫn cô đơn một mình. Một phần lớn là tôi không có gì hết các bạn. Mình không có làm gì nổi là làm sao mà nuôi được tình yêu các bạn. Phải nói là như vậy. Thì mình làm chung mình cũng có qua có lại, nhưng mà với tôi thì để tôi nuôi bản thân tôi trước á, tôi mới nghĩ đến tình yêu, đó là điều đương nhiên các bạn à. Tôi nghĩ ai cũng vậy. Nói chung thì nếu mà các bạn yêu ai đó thì nói chung thì không hợp thì thôi, cho nhau lối thoát đi các bạn, mình nghĩ là như vậy. Bởi vì tôi cũng học hỏi rất là nhiều về tình yêu, như là tôi cũng đã đọc rất là nhiều những cái trạng thái ở trên mạng hay những cái dòng tâm sự trong những cái cuốn sách hay các bạn ơi. Tình yêu không phải là một cuộc chiến đấu. Nếu mà người đó thích bạn thì ắt người đó sẽ tự đến thôi. Còn một khi mà người đó không thích bạn, cho dù bạn có níu kéo như thế nào, tìm mọi cách để níu kéo một tình yêu mà tình yêu không hề đến với bạn, thì bạn có thân xác cô ấy nhưng mà không thể nào có trái tim cô ấy được. Thì hy vọng các bạn hãy sáng suốt trong tình yêu. Nếu mà đã dành cho nhau rồi thì thôi thì cùng nhau vun đắp tình yêu mỗi ngày. Còn không được thì ok, mình vẫn vui vẻ. Chúc em hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc. Đó là cảm nhận tình yêu của tôi. Thì tôi nghĩ là không tình yêu chúng ta vẫn có thể sống. Người này không được thì tìm người khác thôi.
Bởi vì hiện tại bây giờ các bạn trẻ bây giờ rất là, mình thấy những cái cảnh này rất là tội các bạn ơi. Nhiều khi các bạn bất mãn quá, yêu nhau rồi không đến được với nhau, nhiều khi bất mãn rồi tự làm hại bản thân, rất là tội nghiệp. Các bạn còn rất trẻ, tương lai các bạn còn rất là dài, đặc biệt các bạn còn gia đình nữa, thì hy vọng các bạn hãy sáng suốt trong tình yêu. Nhắm không đến được với nhau thì cũng là bạn bè cũng được mà, đúng không các bạn? Chúc tất cả khi các bạn sẽ có một tình yêu như ý và tuyệt vời hơn các bạn nha. Còn tôi thì thôi, khi nào có điều kiện tôi sẽ đi tìm tình yêu chứ. Chẳng lẽ ở một mình mãi như vậy sao? Tôi không thể làm được các bạn ơi. Nhiều khi không có tình yêu, con người nó khùng khùng các bạn. Thấy giỡn không? Bây giờ tôi ăn tiếp các bạn nha. Nói chung thì cảm ơn các bạn đã xem video của ba anh em tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi xin dừng video tại đây các bạn nha. Bây giờ thịt còn một đống nè. Nãy làm lặt giặt tự nhiên không có thấy đói các bạn. Xin chào các bạn nha.